thì có quan trọng là phải bán được cây đâu. Đi gặp gỡ nhiều anh em, có khi lại quặc được đôi cây mang về. Thì mà mua nhiều quả dã man rồi. Này là cứ tầm 2 tháng nữa liên tục. Nó gọi là sinh nếp hay sinh gì? Nếp không? Nếp mà. Sinh nếp mà. Hết nơi nọ đến nơi kia. Mỗi lần quả này mình lại xé một lần ra mà lại sai chút. Sung là phải có quả chơi với sứa. Đã. Sung không có quả đấy. Cây này giờ đang có giá là bao nhiêu anh? 2 triệu. Chơi sung là hay nhất ấy. Vừa khỏe có thể chơi được. Vừa khỏe vừa đẹp. Vừa được ăn quả, cứ ăn hết nửa quả này nào hòa vốn. Lộ ra nhìn thích. Đấy. Treo đổ. Rất hay. Đây cũng của mình anh. Kinh đấy nhỉ. Con này thì bao nhiêu? 15 triệu. Ghê quá nhỉ. Nay đem đi nổi bật đấy. Nhất nhì chợ đấy. Nhìn này thích quá. Vàng này lại nó không được sáng, quay nét này kia quay tối như này. Đang đi vòng đá xong rồi vòng sau mới mua. Đang định lấy cây này mà nhiều tiền quá. Đấy, còn này rồi chơi cái này. Đấy. Vừa rẻ vừa đẹp. Quả treo từ đâu xuống đít này. Nhìn cái quả nó có sức ánh, nó bóng cái đường quả đấy. Sung nó có quả giá trị tăng lên gấp mấy lần. Cái cây khác có quả gọi là quả, cái chất dinh dưỡng nó không hoàn chỉnh. Nó thì ra nó chung chúng nhỏ nhỏ, nó đã hồng rồi nó rụng. Quả nó có sức đúng không? Cây nó khỏe, gốc nó khỏe. Phải từ gốc khỏe lên. Đây, đây gặp nhà nào có khỏe tiền nó vẫn được. Vừa phải thôi. Rồi. Đắt đâu. Anh bảo có 2 triệu bạc cây sung như này thì bình dân đấy. Mà phải đấy, bằng một cây xanh nhỏ nhỏ bao nhiêu. Tiền cơ thì đã chơi được đấy huynh ạ. Hàng này là hàng có cái là em quá anh cho em chụp. Nhà dân dã cũng có thể chơi được, yên tâm là như thế. Anh hơi toàn cảnh bà con áo ngắm này, mấy người
mấy người đủ tiền chơi đồ sành điệu đâu. Đấy, video là mua đấy. Đấy, sạch 5-7 triệu thôi thì còn phải suy nghĩ. Sạch sẽ rồi. Đây, quả luôn đấy. Quả đây. Quả kiểu lấy sau để lại người khác vẫn vô tư. Đấy, về kiểu thế để chơi một thời gian vẫn mọi câu hỏi là quả có xịn hay không. Xịn hay không thì ngó và thì thấy luôn. Không phải quả, giải thích quả này không phải ngắn rồi. Không phải giải thích. Quả này quả nó chứng minh là có xịn hay không. Chủ yếu là cái da cây nó còn trẻ, nó đủ sức nó nuôi quả đến mà chín mũ mật à. Rất bình thường quả. Nó chỉ nhỏ hơn quả lại một tí trong hồng hồng rồi nó không tháng một lần, hai tháng một lần không đủ nuôi được. Nó cứ quả này thôi. Mùa đông những cái quả này nó cứ ra. Em sợ. Sai. Mùa đông muốn ra. Mùa nào chẳng có. Mùa nào ra cứ có cái dâu này là cứ phun này. Cứ hai tháng một lứa. Mầm quả. Này cho hòn đá ghé vào đây nhỉ. Cây này được bao nhiêu anh? 800 nhỉ. Cây này là 2 triệu nhỉ. Về có cái bàn tay nghệ thuật của ông nào ký đá giỏi đã ký rồi. Đây, có cái này là có cái chỗ để lùa vào rồi. Một cây xô đẹp lắm mà. Cứ nuôi cho bao giờ những cái cuống này này nó phải dài xuống tầm 10 phân nữa. Quả nó chạm đất mới thích. Hả? Cái gì? Cắt hết đi ra để lá. Để lá nó không nhìn thấy quả. Cái này còn vào quả mình cắt này. Bớt đi đây này. Quả đẹp lắm. Quả này gốc xuống ngọn. Con sai. To à. Đang là đứng ăn luôn đây này. Ăn luôn đẹp như gì đâu. Này. Nhỏ nghe. Tắc cổ đấy, tắc cổ đấy. Cũng ngon này, ăn ngon này. Có tí. Quá tí đưa. Quá tí đưa là tắc cổ đấy. Bớt đi nó thoáng này. Đúng rồi. Đấy. Rượt đi. Máy chơi sướng rồi mẹ. Cái này xanh gì em? Xanh Vân Giang. Xanh Lá Vinh. Cái bao nhiêu rồi? 15 rồi. 15 nhát. 15 triệu ạ. À? À, nó chơi không phải. Ừ, để chơi thôi. Cái này làm tí nữa nhỉ? Cầm, làm thêm tí nữa. Cứ cắt nửa 2 năm nữa thì nó ra tầm để đấy. Con này giờ chỉ để chơi thôi. Béo lại ngồi lại vặt cứ đấy chết. Lúc này lại hết cây. Để con cây là lúc cây. Đồ quá. À, ăn quả này rồi. Ăn quả đi. Cái nhà đấy. Vườn chúng tôi nhiều không ăn. Không tính tiền. Biết phí. À. Thật ạ. Ừ. Mấy ngày nữa là tắc cổ ấy. Dạ. Yeah. Đó là cái chỗ này nó gì gì tí nữa nhỉ? Nhìn lại 5-6 triệu. Nay mang nhiều cây phết đấy nhỉ? Nay à? Mang nhiều cây phết đấy. Chân nước không đâu, chỉ nước. Cắt này một dây được không? Đâu cả. Dây này của chú luôn à? Vâng.
không phải ăn gì nên sống từ áo được. Không, nước không đây cho nên cây thì nó chỉ nước từ nước không. Nhưng mà ăn nhiều nó tốt, tức là giấc tốt thì là nó tốt nà, không tốt đâu. Cây càng chỉ nước càng cần càng đẹp. Duế. Sông này hay mà ở đây có mắt quả. Mắt quả thì này là sẽ khô. Được. Chơi. Chơi thế lạ đấy. Bay nhiều quá. Vâng. Đấy, chơi được. Nhiều sung quá. Nói nhiều quá. Bây giờ cứ đi thôi. Quốc sinh là ông ấy rảnh, ông ngồi ông nói chuyện nhiều. Mình ngày nào cũng ở đây nói chuyện chết. Này mang đi nhiều đấy chú nhỉ. Không bán 5 lít bán không sao được. Vâng, rồi.